Vâng, để trở lại với clip ngày hôm nay, em làm video clip để test âm thanh, test chất âm và tiếng mic của đôi loa RQE5 mà tối qua em đã giới thiệu các bác ạ. Bây giờ em xin hát một đoạn karaoke để cùng các bác thưởng thức chất âm ạ. Đây ạ. Vâng, chưa có điều kiện sắm điện thoại nên là dùng cái tạm cái cùi bắp này thôi các bác. Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người có cái tôi thầm yêu sâu hàng chậu hoa mười giờ. Hoa mười giờ nở rực rỡ bên hiền buồn, chôn chân tôi đứng lặng câm lưu linh màu phát. Tôi cứ mãi mê nhìn nàng, mười giờ một mắt nhìn nhau, nàng cười như mơ đến hồn tôi ngân ngơ. Không hẹn không hò, ngày nào tôi cũng đến, đưa mắt ngắm trên lầu cao, mong gặp nàng đi ngày nào. Để rồi một hôm có nụ hoa mười giờ trên cao lao vút vào tôi, nâng niu hồn hoa ép trong trang xanh xanh nhỏ. Tôi đã biết yêu lần đầu, mười giờ đã yêu lòng tôi, thầm thầm gọi tên em, ý họ là cô. Đêm về gần các ngõ, ôm trọn vào lòng niềm yêu nhung nhớ vỡ vùng. Yêu ai nao nức bao đêm dài, hương tiếc thật nhiều hẹn với lòng lòng đôi tình yêu. Thư xanh màu xanh tìm đến người con gái tôi thầm thầm yêu sâu dần chứ nói một lời. Tí ngọ của tôi trên lầu hoa đâu rồi, sao nghe hoang vắng tiếng yêu trên ngôi nhà cũ cũ dây leo kín rào. Tôi biết đi mương trời nào, mười giờ đã yêu tình tôi, mười giờ ở đâu, tí ngọ giờ ở nơi đâu. Vâng, có thể nói là một đôi loa rất tuyệt vời và hay quá. Nó đã thể hiện những cảm xúc rất nhanh, tiếng nhạc rất mượt mà, cứ bay bay mãi mà em hát cũng không phải hay. Bây giờ mọi người chỉ phải đọc cái chút thôi, cứ hát thôi. Mượt mà này mà em thấy, nếu mà ca sĩ mà gặp những cặp loa này thì chắc là phiêu lắm. Mọi chi tiết bất liên hệ 0936019001 để sở hữu những đôi loa karaoke như này. Bao lần muốn gửi ngày hôm nay.
Cảm ơn ca sĩ nhá. Vâng ạ.